xà lan hai cái pin nó lên nha các bạn. Bây giờ thì mình thấy là nước đổ khá là mạnh nha. Ôi ôi, đang nạp ga rồi. Dạ khói luôn rồi trời. Có chiếc xà lan khẩm đang xuống các bạn. Tăng tốc qua nhanh nha. Xe lan khẩm trên này nè. Bên hai cabin nó đang qua cái đoạn cua gắt này xong anh sẽ né nha. Này xuống B nữa. Chị cho đò chứ quầy đầu lên trên luôn rồi. Dưới kia mình thấy có chiếc vỏ nha. Chiếc xà lan đang lên nữa kìa. Xà lan này đang lên nha các bạn.
cơ ốc đảo á. Anh xà lan nhỏ đang lên các bạn ơi. Anh đang lách vô trong nha. Trên có chiếc xà lan bự xuống nè. Xuống nước sôi nha các bạn. Anh ép vô trong rồi. Tiếp theo các bạn ơi, các bạn đang xuống nước sôi nha. Đang lách qua để né anh kia. Vỏ nữa các bạn ơi. Tiếp tục xuống một chiếc nữa các bạn. Họ vỏ lãi nhóc trơn rồi. Lại làm gì trời. Xuống thêm chiếc nữa. Anh vỏ anh xà lan này anh đang khá là đang lách sát trong các bạn. Khá là căng luôn. Dây xuống chiếc ghe nữa nè. Ràng lắm chắc đây. Qua nha các bạn. Giờ anh đang quan sát để mà bắt đầu đi lên nha. Ghe với xà lan đi đúng một luồng bên kia rồi. Và còn anh này anh đang chuẩn bị lên nè. Chiếc này chiếc xà lan cũng khá là lớn nha các bạn. Anh cầm sẵn cái xào chuẩn bị chống cái mũi ra nha. Chưa lên nữa, vẫn còn đang quan sát. Bây giờ bắt đầu nhích nhích lên rồi nè. Qua đây thì nó cũng khá là căng các bạn. Bạn nhích lên ha.
Bữa nay thì nước đổ khá là mạnh nha. Có một chiếc đèn lên đó, phía sau lưng anh này nha các bạn. Ở phía trước thì cái anh kia anh qua là anh quan sát khá kỹ nha. Bây giờ bắt đầu ôm cua gắt nha các bạn. Theo các bạn ơi, một chiếc xà lan đang lên nha. Có chiếc chỗ lại xuống nước sùi là chạy cái tốc độ khá cao luôn. Họ chạy bự quá ha. Bây giờ anh sẽ từ từ ôm cua gắt các bạn. Anh này anh khá là bự nha. Nhìn cũng rất là mới các bạn. Xịn dữ ta. Đang bò qua nha. Chiếc này bữa hôm mình có xem anh đi Âu Thuyền hết một lần nữa các bạn. Nghe bầu anh đang lên nha các bạn. Gặp chiếc xà lan xuống. Sáng nước trong nhìn thấy cái bóng nó chạy dữ luôn. Cái bóng quá trời cái bô anh ơi. Đứng thẳng là chết. Thank you.
ghê chưa? Đó, trời ơi. Khá là giọt. Tảng đá anh đang xuống rồi. Dạo này thấy xà lan đá đi nhiều các bạn, ít thấy xà lan cát. Nước đổ quá trời đổ luôn. Ở phía sau anh chơi nguyên cái dàn kiển luôn rồi các bạn. Anh vô lại anh đang quay đầu luôn. Lắc dữ vậy. Giỏi cắt là bự nha. Trời ơi có kìa lắc kìa. Quá trời. Gung ginh chiếc xà lan luôn á. Bây giờ anh xà lan thẳm anh sẽ ôm cua nha các bạn, xà lan đá nha, hai cabin. Cái này anh cũng dài lắm nha các bạn. Đang ôm cua nước sôi nha các bạn. Cabin đang lên.
xà lan lên các bạn, không có chiếc nào đi xuống thì anh khỏe.